quảnh nước à, không có nước giống như vú sữa của mình rồi. Dạ. Chưa, không có mũ luôn. Đó đúng rồi, không có mũ. Ăn rất là sạch miệng. Dạ. Đó. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây vú sữa Mica và cái chất lượng trái vú sữa Mica nha bà con. Hôm nay thì cũng có chủ đầu tư, thì Ly cũng muốn nhờ chủ đầu tư test trái trực tiếp cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta luôn nha. Đây là cái trái vú sữa tím Mica, trọng lượng của trái là 400g. Không riêng gì một trái nha, bên Ly thì luôn luôn lúc nào cũng có trái để cho quý bà con chúng ta cùng dùng thử ha. Đây, nguyên thùng luôn đây ha bà con. Trái đây. Ăn cái vỏ nó đôi khi đây, anh Toàn anh đang gọt trái nha bà con. Vú sữa Mica thì cái vỏ nó rất là mỏng như vậy nè. Chúng ta có thể gọt cái lớp vỏ mỏng mỏng bên ngoài thôi thì chúng ta ăn thôi ha. Tại vì bằng này nó không có mủ. Chúng ta ăn luôn được cái phần thịt tím tím như vậy. Một trái thì chúng ta gọt cái lớp vỏ mỏng mỏng như vậy, bỏ tầm khoảng là từ 3 cái hạt đến 4 cái hạt tùy theo trái. Nhưng khi có trái ở bên trong thì mình không có nói chính xác được. Có trái nó cũng có 2 hạt luôn á anh. Trái nhỏ nhất là 300g á. Rồi. Anh cho hỏi cái này mà trồng bao lâu mình mới cả phần rồi, còn tứ phần là phần gì? Cái này mình xài là humic thôi. Humic thôi. Mình xài humic. Ừ. Rồi phân là một nó không có hột đó bạn, nó có hạt chứ anh, nó có hạt á, nhưng mà ngay cái miếng của anh là nó không có hạt á. Anh chia sẻ cái cảm nhận đầu tiên là trái vú sữa Mica, anh thấy không, anh thấy cái chỗ này nè, nó còn một chuyến này không, thì ở đây nó có mũ không, nhưng mà nó tím hết là nó cắt luôn, không có miếng mũ luôn này, thấy không đó. Cái này thì ba hạt đó. Đặc biệt rất là ngon. Đó, nó không có mũ. Đúng rồi, không có mũ luôn nè. Lúc nào cũng có trái cho mấy anh mua ăn là ghé đây là ăn thử. Còn gửi đi là một cái chút tiền nha. Anh cảm nhận nó sao anh? Nhận nó ngọt, ngọt thanh. Thấy ngon đó. Nó không có mũ. Nói chung là không có mũ, ngon đúng không anh? Còn anh này là anh chủ đầu tư. Anh ở Cần Thơ nha bà con. Đây anh cũng ăn thử nè. Anh cảm nhận anh thấy nó sao anh? Thấy giòn giòn mà cái này mới hái gì trên đầu còn mũ chút mới mà. Hái à. Mới hái anh. Cái chỗ nào nó còn xanh thì nó còn mũ, còn chỗ nào nó tím là nó hết mũ. Bữa nào hãy bữa nào anh xuống là hái cho anh ăn là chứ để đây là chủ đầu tư nha bà con. Anh ở Cần Thơ. Nay anh đi nguyên chiếc xe bán tải qua anh chở luôn. Đó. Cái trái này thì của anh Toàn, anh còn nè, anh Toàn lật lên cho em. Đây nè hả bà con, cái mũ nè. Nó cái trái nè, cái trái nó không có mũ nha. Nó tím hết, đúng nó tím hết. Tại cái hái đó mình gửi đi xa cho nên mình phải thấy nó hái cho nó vậy. Còn nếu mà về mà để 5 3 ngày đây nè nha bà con, cái trái này thì anh Toàn anh mới gọt nè. Nó rất là gáo mũ nha. Ở trên cái đầu nó thì còn hơi nhựa nhựa tí xíu, tại vì cái đầu nó bên trung tâm cây giống hái nó còn hơi sống á, thì trên đầu nó còn hơi nhựa nhựa một tí xíu. Còn riêng về cái phần thịt tím tím này nè, chúng ta ăn nó rất là dẻo nha. Chúng ta ăn chung với cái thịt trắng trắng như vậy nè. Ở trong cái lòng trắng thì nó rất là giòn, còn ở ngoài cái lòng tím tím thì nó rất là dẻo. Chúng ta ăn chung như vậy nè, nó rất là ngon nha bà con. Nó tăng cái vị giác của chúng ta lên, làm kích thích chúng ta ăn nó rất là ngon. Còn vú sữa Mica thì thể loại là không mủ nè. Ăn thì nó ngọt đậm nha. Nó ngọt đậm đà và nó sẽ dai và nó có vị giòn. Trái đó nè, khoảng bự hơn cái này, bự hơn cái này. Trái nhỏ nhất thì nó cũng từ là 300g đến 500g. Còn đây là cái cây giống nè. Trước khi bao mình có sạch gì không? Bao là mình phải xịt thuốc sâu. Nhân giống từ cái cây bố mẹ nên cái cây nó còn mang trái ở trên cái cây con luôn nha bà con. Có bao trắng thì càng tốt, cái bao của Đài Loan á, dạng bao xài á thì càng tốt. Còn nếu anh bao cái này thì nó cũng nói chung là nó cũng hạn chế là cái đầu lớn của nó. Nhưng mà nếu anh bao một cái túi sớm như túi xài hồi trước á, rất là ngon. Đó. Bao bây giờ nó cứ ấy. Nè, cây vừa trái bự hơn có chuyên cái chút xíu rồi mình nãy thôi mình xịt cái rồi cái đầu mình bao lại mình xịt tổng vườn ra sâu này kia nhiều sâu luôn để tránh nhiều sâu. Đặt mấy cái này phải bao nha, này kiểm tra không anh, vú sữa tím Mica thì cái phần thịt tím này nè nó rất là đậm nha, còn vú sữa thường thì cái phần tím này nó chỉ có hơi nhợt nhợt tí xíu thôi, nó không có đậm giống như vậy đó, rất là gáo mũ đó. Trong thùng á anh, trong thùng hôm qua em đi vườn hái về thì trái nhỏ nhất thì nó cũng 300g á.
nó từ 300g tới 500g là nhiều, có trái thì nó cũng 600g, 700g mà ít. Để coi cái này bao nhiêu ký, bao nhiêu gram? Cái này nó to đúng không? Ồ, 750g. 750g. To. 750g. Nếu mà nó nằm cái. Dạ luôn. Cái này nó bự giá mà ăn nè. Đây là những cái lô cây mà bên trung tâm cây giống soạn hàng ra cho khách này nha bà con, chuẩn bị lên xe. Thì ngày hôm nay thì có chủ đầu tư ghé lấy cây vú sữa tím Mika, thì anh cũng đi xe đến tận chỗ đi lấy luôn nha bà con. 65 nè, 01453 nè, bản số Cần Thơ nha. Còn cái xe này thì bên trung tâm cây giống chuẩn bị đi giao hàng. Bên Ly thì có cái dịch vụ giao tận nhà cho quý bà con ha. Ít ít thì Ly sẽ giao bằng đường bưu điện nha bà con, còn nhiều thì Ly sẽ giao bằng đường xe bảy chỗ, còn nhiều hơn nữa thì Ly sẽ giao bằng đường xe tải nha bà con. Bên trung tâm cây giống luôn tạo điều kiện để giao tận nhà cho quý bà con. Ngoài cái vú sữa Mika ra thì bên trung tâm cây giống còn rất là nhiều loại cây giống luôn nha. Còn đây là những cái kiện dừa để đóng hàng bưu điện đi xa. Chưa quấn lại nè hả bà con. Dừa nè. Dừa thì bên trung tâm cây giống thì còn dừa mã lai và dừa xinh xinh luôn. Nhưng mà hết cái lô cao rồi nha. Có nhiều anh chị hỏi mua dừa của bên trung tâm cây giống mà cần cái mọng cao thì Ly không có nha bà con. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta cần cái mọng dừa cao thì chúng ta phải đặt trước nha. Đặt trước mới có. Bây giờ thì chỉ còn có cái nó mới vừa dãy đuôi cá lên. Với chiều cao cao nhất thì cũng phải là 2 tấc rưỡi đến 3 tấc thôi, không có cao nữa. Cái lô 5 tấc 6 tấc thì hết rồi bà con. Rồi chia sẻ cho bà con rồi ăn nữa sao? Phải anh qua cầm cho mẹ. Sao nãy ăn vú sữa Mika rồi sao chia sẻ cho bà con? Sữa này thì ăn lần đầu tiên ăn thì thấy là ngon, dạ. Nó giòn, dạ. Ngọt thanh, dạ. Đó, ăn cái quảnh nữa à, không có nước giống như vú sữa của mình rồi, dạ. Chưa? Mà đặc biệt là một điều đặc biệt là nó sao nó không có mủ? Không có mủ luôn. Đó, đúng rồi, không có mủ. Ăn rất là sạch miệng. Dạ. Đó thì mua 100 cây là được tặng một trái nha. Dạ, đặc biệt tới trung tâm mua cây giống, bất kể cây giống gì đều có trái cho bà con ăn thử nha bà con. Đó, đây là chủ đầu tư nè, anh cũng đang lựa mấy anh này ở Cần Thơ. Đó, ở Thốt Nốt Cần Thơ đúng không? Thế là chứ, thế là. Cờ đỏ, thế là Cờ Đỏ. Đó, Cần Thơ, đó, đi một lặn lội đường xa khoảng 80 cây, từ 80 đến 90 cây số qua tới bên trung tâm cây giống nha bà con để thưởng thức cái trái vú sữa Mika, tím Mika không mủ. Và chọn cây giống về để mình trồng luôn. Anh này là thầy giáo nè, giáo viên nè, đó thầy giáo, đó thầy giáo ở Cần Thơ. Thì cây thì nói chung là lựa cho chủ đầu tư này, anh đã đặt rồi nha, anh đã đặt rồi thì nay anh qua anh lấy lại, anh lấy lại anh trồng thì cũng cho anh ăn thưởng thức trái rồi mình biết được. Ngoài những cây vú sữa và tím Mika thì nó còn có nè lụ Ấn Độ ha, rồi nho thân gỗ 12 vụ, lụ bơi gu. Đây, những cái đơn này cũng đang đóng cho khách nè. Đó, rất là nhiều, rất là nhiệt tình để đóng cho khách. Đó, ở gần ở xa mình cũng tạo điều kiện cho khách để khách có cái nhu cầu trồng. Đó, trung tâm luôn luôn tạo điều kiện khách mình. Đó, bà con thấy không, trải qua một cái quy trình đóng gói nó rất là kỹ. Đó, kỹ lưỡng và thận trọng. Đó, rất là kỹ bà con. Thì còn ở trong nè, còn khi mà ở trong mình chưa có bó bao bó bịch lại thì bà con nhìn thấy không, đó bó hết từng cái bao, mình mũ dán từng băng keo lại nè, nó ở dưới là bó kỹ rồi nè. Sau đó mình mới cho vào những cái thùng giấy như vậy, bịt mũi như vậy ha, thôi bịt mũi như vậy đó. Thì rồi ở trên mình quấn thêm cái thùng giấy để cho nó có cái độ hở ở trên thì nó thở cho nó cái không khí nó vô, nó không bị ngọt, nó không bị nóng được không đó. Rồi ở ngoài những cái cây cao cao nào thì mình cặp thêm cái tre đó, cặp thêm cái tre. Đóng hàng thì từng theo từng loại cây từng giai đoạn nha. Còn dừa thì mình đóng cái kiểu nó khác hơn đó, dừa thì đóng ổn quấn ở dưới rồi xong vô bịch đó, ổn quấn vậy nha bà con. Còn những cái đơn hàng này thì đi xe thì mình đóng cho nó hơi sơ sài chút xíu, còn đi bưu điện hay chuyển phát nhanh gì đó thì mình làm cho nó kỹ lưỡng chút xíu nha bà con. Đó, đây quay lại những chủ đầu tư đang lựa cây giống để đem về trồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Từ nãy giờ thì Ly bận để lên cái hóa đơn á bà con, thì Ly sẽ nhường máy cho anh Toàn chia sẻ cho quý bà con. Và Ly xin nhắc lại địa chỉ của trung tâm cây giống được đặt ở ấp 3 xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nếu như cô chú anh chị đi hướng từ ngã tư Cai Lậy chạy vào thì bên trung tâm cây giống sẽ nằm mé bên tay phải. Còn đi hướng từ Mộc Hóa, Tân Thạnh, Long An, kinh 12, Mỹ Phước Tây, N2 đi ra thì bên trung tâm cây giống sẽ nằm mé bên tay trái nha bà con. Bây giờ thì Ly sẽ quay cái bảng hiệu cho quý bà con chúng ta cùng xem rõ hơn một tí xíu nha. Cái nền màu xanh giống như vậy nha bà con. Cái nền màu xanh như vậy nè. Cái chữ màu đỏ nha. Cái hướng của Ly đang quay là cái hướng từ ngã tư Cây Lậy nha bà con. Còn cái hướng ở trong đây là hướng từ trong Mộc Hóa, Tân Thạnh, Long An nè. Cái lộ khá là to như vậy nè nha bà con. Đây là cái bảng hiệu nhỏ, còn đây là cái bảng hiệu to to đây. Rất là dễ tìm ra nha. Cô chú anh chị nào đang xem video thì nhớ cho Ly xin một nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất từ bên trung tâm cây giống up lên. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày nha bà con. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta kỹ hơn, nhiều hơn về cái cây vú sữa Mica. Xin chào và hẹn gặp lại.